kem đặc trị nám Mezuji là một trong những sản phẩm mà chị em phụ nữ tin dùng nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, một đặc tính khiến nhiều chị em khóc dòng khi sử dụng kem trị nám này, đó chính là bong chóc. Tình trạng da như vậy khiến không ít chị em hoang mang, lo lắng khá nhiều và liệu có hư da mặt không, có xấu hơn không. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu về hiện tượng bong chóc khi thoa kem Mezuji này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi sử dụng kem mezuji sẽ xuất hiện những hiện tượng không mong muốn như sau. Đầu tiên là có thể bị đỏ rát và bong da nhẹ sau một vài ngày sử dụng, điều đó là bình thường, vì kem trị nám thường có tác động mạnh lên da nên với những ai có làn da yếu, da nhạy cảm thì khi sử dụng em này rất dễ bị đỏ và bong da. Đồng thời nếu như khi sử dụng bạn thấy hiện tượng này thì tiếp tục sử dụng sau khoảng một tuần sẽ hết. Nhưng nếu trường hợp bạn thấy bị kích ứng quá, thì có thể dừng lại một vài sau sử dụng lại, để da có thể thích nghi tốt nhất nhé và bạn cũng đừng quá lo lắng nhé, hãy yên tâm thực hiện theo những cách mà mình vừa mới chỉ ở trên thì sau một tuần sử dụng thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là phải mua đúng hàng chính hãng mà sử dụng nhé. Trong quá trình điều trị nám thường xảy ra hiện tượng bỏng rát, bong chóc da. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra trong 7 đến 10 ngày đầu hoặc một tháng sau khi thoa kem Mezuji. Đây là tình trạng khó tránh khỏi khi sử dụng kem trị nám đầu tiên, da trở nên khô, căng, rát và khó chịu. Sau đó, vùng da bị dạn chuyển sang màu đỏ, sẫm màu và cuối cùng là bong chóc da. Đây là hiện tượng bong da nhẹ như bị phể da, chứ không bong da giống như kiểu sử dụng các loại kem lột da từng mảng. Hơn nữa, đây không phải là dị ứng hay kích ứng, vì vậy, bạn không phải lo lắng về việc làm mỏng da mà ngừng thoa kem trị nám nhé. Kem Mezuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Mezuji hàng chính hãng. Bên mình nói thẳng luôn là nếu bạn muốn mua hàng chính hãng yên tâm, mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều, thì mua của shop mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng 100%. Bạn đừng quan tâm đến giá, mà hãy quan tâm đến chất lượng, vì kem bôi lên mặt thì không thể nào đùa được. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.